Dạ, thưa sư, kính xin sư giải đáp cho con một số thắc mắc. Gần đây trên mạng có bàn luận nhiều về các bức tranh nhân quả đạo đức. Hầu hết mọi người đều không đồng tình và dẫn đến tranh cãi. Một số ý kiến bao gồm các nội dung trên cứng nhắc và không thể tin được, như tuổi trẻ hay đi du lịch về nhà nằm một chỗ, đời này dâm dục, đời sau đồng tính, tan vỡ hạnh phúc gia đình, môi miệng sức thiếu do kiếp trước dùng miệng hôi thối, tắt đèn cúng Phật, vân vân. Cá nhân con thấy nhân quả phức tạp, phải học vi diệu pháp mới có thể hiểu được phần nào. Các nội dung nhân quả trên có phần đúng nhưng diễn đạt quá cứng, và kết luận chỉ là từ một hành động đưa đến một kết quả, nên mọi người đều đưa đến tranh cãi. Vậy chúng con nên hiểu như thế nào về tiến trình của nhân quả để mọi người có thể hiểu? Có người nói rằng khi đọc đến đoạn kinh cúng dường 100 người trì giới không bằng cúng cho vị A-La-Hán, thì họ cho rằng cuối cùng đều kêu gọi vật chất, từ đó họ không còn tín tâm đối với Tam Bảo. Con cũng thắc mắc tương tự, trong kinh phân biệt cúng dường có chia ra các bậc người nên cúng dường. Ngoài tâm và vật cúng dường ra, con chưa hiểu tại sao đối tượng cúng dường các vị thánh cho đến người trì 5 giới do họ có phước báo cao lại đem đến phước báo cho mình cao như vậy. Đối với con chỉ nghĩ là mình nên cúng dường cung kính vì các vị ấy là người có giới, những hạnh khó làm nên cung kính cúng dường. Khả năng Bali có hạn nên con chưa thể đọc được chú giải đoạn kinh này. Vì vậy mong sư dạy giảng cho con tại sao lại có sự khác biệt đối tượng cúng dường như vậy. Chờ tí xíu. Nó có những cái như vậy. Khi mà sư search trên Google những cái tranh nhân quả như thế này thì nó có những cái đúng. Ví dụ như nhân nóng nảy thì sân, nhân sân thì cho quả xấu xí thì đúng, cái này đúng. Nhưng mà có nhiều cái nó lạ lắm. Sư nói có nhiều cái nó lạ lắm. Thành ra là cái này thì cũng đúng nè, nhưng mà có nhiều cái nó rất là lạ. Thành ra là Nó như vậy. Chờ tí. Ví dụ như á, ở một cái trang báo Thanh Niên, mà đăng một cái bài sai thì có nghĩa là cá nhân của cái người đăng bài đó là họ sai, chứ điều đó không có nghĩa là cả tòa soạn đều bị sai. Và bản thân cái người đăng á, là họ phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, tôi nói tuy nhiên là tòa soạn cũng phải chịu trách nhiệm về cái việc là mình đã không có kỹ càng trong cái chuyện là duyệt bài, để lọt những cái bài nó mang cái tính là sai như vậy. Cũng tương tự như vậy đó. Ở đây những cái bức tranh nhân quả thì sư đồng ý là có một vài tranh đúng, nhưng mà cũng có nhiều tranh không có đúng. Sư lấy ví dụ như á, có một cái tranh là đời này câu cá, đời sau bị sứt môi thì u cha ơi. Xin thưa, cái nghiệp mà bị về miệng là do cái nghiệp nói dối. Còn cái chuyện là mình câu cá sát sanh hại vật, đời sau yếu thọ, hai cái nó khác nhau. Chính bởi vì như vậy đó thì tôi nghĩ là chúng ta nên có sự cẩn trọng đối với các tranh mà gắn cái mác nhân quả như hiện nay. Và sư cũng vì những cái trăn trở tương tự như vậy đó. Bởi vì có nhiều người họ đăng lên những cái bức tranh nhân quả mà nó trái ngược hoàn toàn với nhân quả. Thành ra là sư cũng có nhờ những cái vị họa sĩ đăng. Và bây giờ thì vẽ thì cũng vẽ xong rồi. Nhưng mà về cái khâu phát hành á, thì phải nói sư là ông sư, cho nên sư cũng không có rành. Thành ra là bây giờ cũng cần kiếm một cái người để phát hành. Để chút nữa sư tìm, rồi sư cho quý vị coi một vài cái bức tranh nhân quả mà sư nhờ họa sĩ vẽ, đảm bảo quý vị là có chất lượng. Còn cái và xin thưa là còn cái chuyện là cúng dường một vị A-La-Hán thì quý vị suy là kêu gọi vật chất thì phải nói là cái chuyện quý vị mất niềm tin thì nó là vấn đề của quý vị. Tại vì trong bài kinh phân biệt cúng dường, người hỏi thì họ hỏi là cúng dường cho đối tượng nào được phước báo nhiều nhất. Đức Thế Tôn Ngài chỉ nói lên cái gọi là cái lời chân thật, tức là có như thế nào Ngài nói như thế đó. Khi quý vị không có nghiên cứu kỹ kinh tạng á, thì quý vị không hiểu được cái sự tri túc của các bậc thánh nó kinh khủng như thế nào. Đức Thế Tôn á, khi mà Ngài thuyết pháp xong, như là ở trong Tương Ưng có lần Ngài thuyết pháp xong, một vị Bà La Môn, vị Bà La Môn mà là gia chủ, chủ cái mảnh ruộng, cúng dường đến Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn từ chối, Ngài không nhận, và Ngài trả lời như thế này: Như Lai thuyết pháp không vì vật thực. Tức là đó, quý vị hỏi thì chư tăng và thời Đức Phật và ngay cả các bậc thánh thì các ngài vẫn luôn tán thán về hạnh bố thí. Nhưng nếu như sau khi các ngài nói xong mà quý vị đem lên quý vị cúng dường là các ngài không có nhận. Bởi vì cái mục đích các ngài nói không phải là để quý vị cúng dường các ngài. Nó khác rất là nhiều so với cái hiểu của nhiều người. Đó. Và cái thứ hai là sự thiểu dục duy túc của các ngài còn thể hiện ở một chỗ như thế này. Có lần Ngài Xá Lợi Phất, Ngài bị đau bụng, đau dữ lắm, đau ghê gớm lắm. Ngài Mục Kiền Liên, Ngài mới hỏi là cái cơn đau của sư huynh như vậy nè, khi mà còn tại gia thì chữa như thế nào? Thì do Ngài Mục Kiền Liên hỏi, Ngài Xá Lợi Phất nói đó, hồi tại gia thì ăn cái món cháo đặc biệt này đó, nói đặc biệt chứ cũng rất là dễ tìm vào thời đó, thì sẽ dịu cái cơn đau. Và Ngài Mục Kiền Liên, Ngài đi khất thực với suy nghĩ là có lẽ là phước của Ngài Xá Lợi Phất sẽ đủ để mà tìm được cái món cháo đó cho Ngài. Ngài Xá Lợi Phất đau đến mức không đi được mà quý vị. Chư Thiên nghe được cuộc trò chuyện, gọi là nghe lén, mới đi nhập vào con của gia chủ để hành rồi bắt ép người ta là phải cúng cái món đó cho Ngài Mục Kiền Liên. Thì người gia chủ nói trời ơi, đâu cần phải như vậy đâu, thì kiểu gì thì cũng sẽ cúng mà, chứ đâu cần phải nói như vậy đâu. Đó, thì họ cúng cho Ngài Mục Kiền Liên cái món cháo đó. Và khi mà Ngài Mục Kiền Liên đem món cháo đó về đó, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài nghi liền. Và Ngài suy xét cái này ở đâu ra. Và Ngài thấy là do lời nói của Ngài đó, do chư Thiên nghe được cho nên là chư Thiên mới xúi người ta. Thì Ngài Xá Lợi Phất, Ngài úp ngược cái bát xuống, Ngài nói: Cho dù cái ruột tôi có đổ ra đó, thì tôi cũng không ăn cái món cháo này. Nói như vậy để quý vị thấy là các bậc thánh, cái sự thiểu dục chia túc của các ngài nó kinh khủng đến như vậy. Và chính bởi vì như thế các ngài mới đứng ở trên cái đỉnh của những con người xứng đáng được cúng dường. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta phải chen chân, phải nỗ lực, phải dữ dằn lắm để mà mình được cúng dường các ngài, mà các ngài không thèm, các ngài không cần. Chứ không phải là coi cúng bao nhiêu nhận hết bấy nhiêu, không có. Dư là các ngài bỏ. Chính bởi vì nó mới quý. Thành ra đó, khi chúng ta không hiểu được sự tri túc của các bậc thánh, chúng ta cứ nghĩ chắc có lẽ các ngài nói rốt cuộc cũng kêu gọi cho các ngài. Sai. Hoặc như trường hợp có một cái người cư sĩ quỳ lạy đảnh lễ dưới chân một cái vị tỷ kheo, nói với vị này bây giờ ngài cần cái gì là coi như là con cúng hết. Vị tỷ kheo xa thú lành thai, và sau đó ngài bỏ đi không bao giờ quay lại chỗ đó nữa. Các vị tỷ kheo còn lại ở chùa thì có thể hưởng cái phước đó, chứ còn riêng cá nhân vị đó không bao giờ quay trở lại. Tức là hễ mà có ai mà có lòng mà cúng dường là các ngài bỏ đi, tới mức độ đó. Hoặc có những người á, là khi mà thấy họ có lòng á, ở trong tạng luật á, gọi là những người mà sẵn sàng cúng dường, thậm chí đến tất cả tài sản để cho những vị tỷ kheo, thì các vị tỷ kheo sẽ bàn với nhau tránh chỗ đó ra. Chị lấy ví dụ, khi mà một vị tỷ kheo đi khất thực ngang qua căn nhà đó, mà căn nhà đó họ rất là tín tâm, họ cúng dường coi như là cúng bán nhà, họ cúng là họ cũng bán nữa. Thì khi mà vị tỷ kheo biết được chuyện đó là lần sau vị đó sẽ né, không đi qua đường đó nữa, đi chỗ khác. Bởi vì không muốn cái người cư sĩ vì lòng tín tâm như vậy mà họ bị thiệt hại về tài sản. Chính bởi vì như vậy, khi quý vị không hiểu về sự thiểu dục tri túc của các cái bậc tăng mà đạo hạnh, cho nên quý vị mới có sự suy giảm niềm tin. Và đó là sự thiệt thòi của quý vị thôi. Cũng giống như bây giờ đó, có những cái scandal về từ thiện, thì cái chuyện quý vị không đi làm từ thiện nữa thì đó là sự thiệt hại của quý vị. Tại vì làm phước là lợi về mình, còn mình từ chối mình không làm phước nữa thì mình có sự thiệt hại thôi. Và đó là cái phần của sư, và không biết là sư Tuệ Tường có cái nhìn như thế nào về vấn đề này? Dạ, kính thưa đại đức, kính thưa quý vị, khi mà nói về cái vấn đề mà gọi là tranh đó, mà nhân quả nè, sư cũng có biết qua chứ không biết. Thì sư cũng đồng ý với đức Hạnh Tuệ là có những cái tranh nhân quả là miêu tả đúng và miêu tả sai. Thì riêng cái gọi là một số tranh mà miêu tả đúng á, miêu tả đúng, thì ở đây sư xin giảng rõ cái từ mà đúng ở đây thêm cho quý vị rõ. Thì như vậy là để đức Hạnh Tuệ có lòng có cái sự tác ý là mô tả những cái tranh nhân quả đó để có nghĩa là một cái cách mà giống như để gọi là vắn tắt nhất để cho quý vị hiểu, quý vị hiểu không ạ? Có nghĩa là vắn tắt nhất để cho quý vị hiểu thôi, đúng không? Cái điều đó là mình có điều mà đôi khi có những vị mà có cái sự tiếp cận giáo lý, đôi khi là vì quý vị là vì người cư sĩ phận sự đa đoan, cho nên là sự tiếp cận giáo lý đó, nó sẽ có những điều hạn chế, đúng không? Mà khi vị tiếp cận cái tranh đó, quý vị nhìn vô vị hiểu liền. Nhưng mà ở đây sư có thêm một cái lời khuyên là như vậy. Đa phần á, bây giờ chúng ta đặt câu hỏi, nếu mà nhìn vô cái tranh đó thì có thật sự hiểu toàn diện về nghiệp quả nghiệp chưa? Thì nếu nói đúng tột cùng thôi quý vị đó. Nếu ai sử dụng, xin lỗi, nghĩa là sử dụng chữ tột cùng thì nó hơi quá, nhưng mà có hiểu rõ tường tận về cái nhân quả mà Đức Phật ngài thuyết chưa, không? Thì để gọi là khi mình nhìn những tranh này nè, ví dụ trường hợp quý vị đến chùa, quý vị nói là bạch sư, con thấy cái tranh này nó mô tả nhân quả gì nè, là ví dụ quý vị hỏi là con kiếp này con làm gì như vậy nè, thì kiếp sau cũng bị như vậy thì có đúng không? Thì xin thưa quý vị, nếu hiểu như vậy thì chưa trọn vẹn lắm. Tại vì cái buổi vấn đáp hôm trước á, có một cái vị hỏi về cái gọi là khi mà mình làm một cái nghiệp á, thì cái thời gian mà cho quả nó như thế nào, đúng không? Thì ở đây á, sư xin nhắc lại một lần nữa, vắn tắt để cho quý vị hiểu, rồi sư sẽ gợi ý thêm. Nghĩa là khi mà một cái nghiệp mà quý vị làm á, nó sẽ cho quả, nó cho quả tuần tự, sắp xếp thời gian cho quả cho 4 cái hình thức sau đây. Thứ nhất là cho quả ngay trong kiếp sống này, có những cái nghiệp nó bị làm á, nó cho quả trong kiếp sống này luôn. và thứ hai là cho quả kiếp sống tiếp theo, và thứ ba là cho quả từ kiếp sống thứ ba cho đến vòng luân hồi, và cái loại quả thứ tư là không cho quả. Là chẳng qua là sao? Tại sao loại thứ tư không cho quả? Loại này chẳng qua chỉ là ba loại khi chúng trở nên vô hiệu. Nói như vậy đó. Thì khi quý vị hiểu cái tuần tự mà cho quả này nè, không? Thì quý vị nhìn vô cái tranh đó đó, quý vị sẽ hiểu tổng quan. À, có nghĩa là ở đây chỉ nói về cái nhân ở đây là đưa đến quả ở đây. Còn cái việc mà cái quả này nè nó cho chính xác vào thời gian nào nó phụ thuộc vào bốn cái điều kiện này, quý vị hiểu mà. Nó như vậy đó. Nếu mình hiểu, nếu mà mình có tham gia cái lớp học, những cái lớp học mà giống như Đức Hạnh Tuệ giảng giải về cái lớp học mà Phật học Phật pháp căn bản hay là A Tỳ Đàm căn bản đó. Đúng không? Thì cái đó đây cũng là cái lời khuyên thôi. Quý vị nên học cái đó để hiểu rõ tường tận về nghiệp, thì khi quý vị ngoài quý vị nhìn cái tranh, quý vị tiếp cận hiểu rõ, quý vị hiểu nó thêm nó rõ hơn, thì cái điều đó là nó sẽ tốt. Tại vì có nhiều, ngay cả bản thân sư là lúc mà sư chưa có biết về Phật pháp đó, sư đi chùa sư thấy những bức tranh đó thì sư tự nghĩ là chắc cái kiếp này mình làm cái nhân này nè, đó thì mình nhân cái vụ này sát sanh nè, đó cho nên kiếp sau mặc định kiếp sau đó là mình sẽ bị hiểu mệnh đó, như vậy không? Mình hiểu như vậy thì nó chưa có trọn vẹn lắm, nên là ở đây sư khuyến khích quý vị ngoài xem cái tranh của những cái tranh của Đức Hạnh Tuệ, thì thí dụ mình có những cái điều thắc mắc không, hay là mình tham gia những cái lớp mà học căn bản hay lớp A Tỳ Đàm căn bản, mình sẽ hiểu rõ hơn về cái chữ Câm Má tức là nghiệp, là có bốn cái yếu tố, bốn yếu tố phân ra là 16 là nghiệp. Đó là cái điều mà sư muốn nhắn gửi thêm quý vị cho có cái sự hiểu biết về nghiệp nó rõ ràng hơn. Khi mình hiểu biết rõ ràng á là cái nó rất là tốt, đúng không? Bởi vì sao? Mình giúp bản thân mình nè, và mình cũng giúp người khác nữa. Ví dụ người khác họ nhìn vô đó, họ nhìn vô một bức tranh đó, họ cũng tiếp cận, họ có sự thắc mắc, mình giải đáp họ, cái này họ thấy ồ hay quá, thì cái cách đó là cũng tiếp dẫn cho họ đến Phật pháp. Đó là cái câu hỏi số 1 mà sư vừa nói đến. Riêng rồi cái câu hỏi thứ hai á là Đức Hạnh Tuệ trả lời sư cũng đồng ý và cũng khá đầy đủ rồi. Ở đây thì sư chỉ nói thêm một điều này cho quý vị nhắn nhủ nhỏ thôi. Là quý vị này nói là thì họ cho rằng cuối cùng đều kêu gọi vật chất. Thưa quý vị, khi mà nói về cái gọi là phước thì có ba loại phước: phước vật, phước đức, phước trí. Còn khi mà gọi là bố thí nó có ba loại bố thí, đó là tài thí, pháp thí và vô úy thí. Chứ nếu mà mình hiểu hạn hẹp nha, ở đây mình nghĩ là cứ quý sư thuyết về cái đề tài gọi là bố thí đó, hay đề tài về phước, cái mình mặc định là quý sư quý thầy là kêu mình cúng dường, thì cái đó mình hiểu hạn hẹp cũng được. Còn muốn quý vị muốn hiểu ba những cái điều mà sư nói như Phật vật, Phật đức, Phật trí hay là tài thí, pháp thí và vô úy thí, quý vị chịu khó tìm hiểu đi. Tại vì thật sự ở đây là không có đủ thời gian thì mình nhường thời gian cho những cái vị đó bị đặt câu hỏi sau. Thì khi bị hiểu được thì quý vị sẽ tự mình biết được là cái niềm tin của mình nó nằm ở mức nào, độ nào và mình nên làm gì. Chứ ở đây mình đừng có nghĩ là cứ nói về phước hay là cứ nói về bố thí là mình nghĩ nghe hạn hẹp đó thôi. Cái đó không đúng tinh thần Phật dạy. Một khi quý vị đã không hiểu đúng cái tinh thần Phật dạy thì niềm tin quý vị nó hời hợt, nó yếu, nó không có cái niềm tin chân chánh. Đó điều hiển nhiên thôi. Giống như mới nãy Đức Hạnh Tuệ đã nói quý vị đó. Nên sư rất là sư cũng rất đồng ý để quan điểm với Đức Hạnh Tuệ. Có nghĩa là từ ban đầu quý vị đã hiểu sai rồi, về cái những cái thuật ngữ này rồi, cho nên từ đó quý vị mới nói, quý vị có cái sự hoài nghi nói là cuối cùng là vật chất. Và trước khi kết thúc cái phần trả lời của sư thì sư xin trích cho quý vị ở trong tiểu bộ. Thì đây không những ở trong tiểu bộ mà ngay trong tạng luật và tần suất xuất hiện ở trong tâm tạng rất là nhiều. Quý vị biết khi mà Thế Tôn Đức Phật đó ngài tiếp độ một chúng sanh, thì chúng sanh ở đây mình gọi là cái căn cơ, gọi là bình thường đi ha, gọi là bình thường đi. Thì xin thưa, Ngài đều gọi, có cái gọi là tiếp độ tuần tự Pháp. Tiếp độ tuần tự Pháp là như thế nào? Tức là ban đầu á, Ngài giảng về bố thí nè, Ngài xong Ngài thuyết về trì giới nè, rồi Ngài thuyết về thiên giới nè, Ngài thuyết về sự nguy hiểm của các dục nè, không? Rồi Ngài thuyết về cái sự ô nhiễm của các dục, rồi sự lợi ích của xuất ly. Vậy thì á, quý vị hiểu đi. Ngay cả Đức Phật á, Ngài cũng tuần tự Ngài á, tiếp dẫn chúng sanh đi đến giác ngộ cũng tuần tự như vậy. Thì ở đây á, mình làm sao mình có thể nói là quý sư á, đụng cái là cứ thuyết bố thí, để cho ta cúng dường, thì cái đó là mình đang hiểu sai thôi, hiểu sai về Phật dạy. Và cũng xin kết thúc cái phần trả lời ở đây. Hồi nãy sám hối với sư Tuệ Tường là hồi nãy quên không có để ý á, cho nên là nghĩ là đã mở qua trên cái màn hình của sư Tuệ Tường rồi, không ngờ nó vẫn còn nằm ở trên cái màn hình cũ. Không sao, không sao. Thì sẵn thì thôi nói luôn. Đây nè, sư vẽ tới nhiều tranh lắm, nhưng mà đâu thể nào mình đem hết được. Mỗi một cái bức tranh, ví dụ như bức tranh, mỗi bức tranh như vậy đó, thì sẽ có một cái bài thơ giải thích rõ ở dưới. Là ví dụ như là mình thấy lấy của không gọi là, giúp người mất của là tiền bạc không lo, mà lấy của không cho là đời đời nghèo khó. Một cái bài thơ như vậy, ví dụ như đó mình cái người ta làm rơi rớt của mà mình giúp cho người ta, thì đời sau á, tài sản của mình á, là mình không sợ bị mất mát, không sợ bị mất mát. Còn khi mà mình tranh thủ người ta mất, gọi là mình hôi của đó, thì sau này tài sản của mình nó sẽ, thứ nhất là mình nghèo nè, thứ hai là tài sản rất dễ bị mất, đại loại như vậy. Và đó, nhiều tranh như vậy. Hoặc là ví dụ như khi mà mình bố thí cúng dường mà mình bố thí với lòng tôn kính, thì đời sau mình ở cái quả vị cao sang. Còn nếu mà mình bố thí mà với cái sự cống cao ngã mạn, thì mình cũng giàu đó, cũng giàu, nhưng mà mình ở trong cái địa vị thấp hèn, đại loại là như vậy. Tôi cho bổ sung thêm này. Dạ, cho xin bổ sung thêm cái này. Dạ vâng. Dạ. Kính thưa quý vị, sư có một cái điểm này mà nãy sư quên, muốn bổ sung thêm cái câu hỏi số 1 để cho cái vị này là có thêm cái tài liệu để củng cố thêm cái kiến thức nền tảng về nhân quả của mình. Tại vì ở đây sư có thấy cái câu hỏi cái cuối cái đoạn số 1 là vị này nói là vậy chúng con nên hiểu thế nào về tiến trình của nhân quả để có thể người ta hiểu. Thì nếu mà vị này á, có cái lòng như vậy á, thì sư gợi ý cho vị này là nên đọc quyển Vận Hành Của Nghiệp, có bao gồm 2 quyển, quyển 1, quyển 2. Quyển 1 là nhân, quyển 2 là quả, của Ngài Báo Xe Đo, sư Pháp Thông, Tỳ Khai Pháp Thông là người dịch. Đúng không? Thì quý vị sẽ hiểu được. Có nghĩa là quý vị phải hiểu được nhân quả, niềm tin nhân quả quý vị mạnh như thế nào đó, thì rồi quý vị á, sẽ hiểu tuần tự như nãy sư nói đó, là vấn đề mà bố thí như thế nào. Dạ, cũng xin kết thúc. Dạ vâng. Bên còn cái thứ hai đó thì hồi nãy sư Tuệ Tường cũng có nói đó, đó là Đức Thế Tôn khi mà độ người ta thì Ngài độ theo tuần tự Pháp. Và cái Pháp đầu tiên nó là bố thí, nhưng mà ở đằng sau nó còn có những pháp nữa. Nhưng mà chưa gì hết là mình đụng cái pháp đầu tiên là mình nhảy dựng lên rồi, là tự nhiên là mình đã từ chối cái con đường đi đến sự giải thoát giác ngộ. Nó giống như cái kiểu á, là mình thí dụ như mình đi vào công viên, mình đi vào công viên và mình gửi xe. Mới từ cái dòng gửi xe mà mình thấy là gửi xe là tốn tiền, là tự nhiên là mình phân ra là như vậy là cả cái công viên này là nó chỉ biết tới tiền thôi, nó không có cái gì ngoài tiền hết trơn, đi vô chỉ có tiền thôi. Là từ đó là mình dắt xe đi về, không biết công viên nó có cái gì ở chỗ mình không cần biết. Hoặc là mình đi vô trong cái quán ăn á, là mình cũng giữ xe, chưa gì hết là cái quán ăn, ví dụ như trong tầng hầm, cái gì đi vô Vincom đi ha, xuống dưới tầng hầm giữ xe là một cái vé giữ xe là 5.000. Tự nhiên là mình phân luôn là cả cái Vincom này nó chỉ biết tới tiền thôi, nó không còn cái gì ngoài tiền hết trơn, thôi đi về. Thì biết bao nhiêu nè, nào là rạp chiếu phim nè, nào là quán ăn nè, nào là trung tâm mua sắm, trung tâm thương mại, rồi vân vân và vân vân. Mình nghĩ hết chỉ bởi vì là mình kẹt nghe từ cái giá giữ xe, thì đó là cái sự thiệt hại của mình ha. Rồi thôi, không mất thời gian nữa, chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.